Mừng các em đến với buổi học trực tuyến ngày hôm nay. Trước khi vào bài mới thì thầy sẽ nhắc lại kiến thức mình đã học ở phần trước. Đó chính là nội dung về thuyết lượng tử ánh sáng. Thuyết lượng tử ánh sáng, nội dung của thuyết lượng tử ánh sáng anh tâm như thế nào thì các em phát biểu giùm thầy ha. Là nội dung của thuyết lượng tử ánh sáng. Đầu tiên là ánh sáng được tạo thành bởi các hạt được gọi là photon. Với mọi ánh sáng đơn sắc có tần số f thì các photon đều giống nhau và mỗi photon mang năng lượng hf. Trong chân không thì photon bay với tốc độ ánh sáng là c bằng 3 × 10^8 m/s dọc theo các tia sáng. Mỗi loại nguyên tử hay phân tử phát xạ hoặc hấp thụ thì ánh sáng của chúng phát ra hay hấp thụ một photon. Và photon chỉ tồn tại trong trạng thái chuyển động, không tồn tại trong trạng thái đứng yên. Đây chính là nội dung của thuyết lượng tử ánh sáng. Và một trong những thành tựu cơ bản của thuyết lượng tử ánh sáng đó chính là giải thích được các hiện tượng quang phổ vạch của các nguyên tử. Mà ví dụ như là quang phổ vạch của nguyên tử hydro. Và người vận dụng thuyết lượng tử ánh sáng để giải thích các hiện tượng quang phổ vạch của các nguyên tử là nhà bác học tên là Bohr, nhà bác học Bohr ha. Vì ông đã vận dụng như thế nào thì chúng ta tìm hiểu bài hôm nay, đó chính là bài mẫu nguyên tử Bohr. Nội dung bài học của chúng ta thì gồm có 3 phần, là đầu tiên là mô hình hành tinh nguyên tử, thứ hai là các tiên đề của Bohr về cấu tạo nguyên tử, thứ ba là quang phổ phát xạ hấp thụ của nguyên tử hydro. Rồi chúng ta tìm hiểu phần đầu tiên là mô hình hành tinh nguyên tử. Vậy đầu tiên, mô hình hành tinh là gì? Hệ mặt trời của chúng ta là mặt trời là nằm ở trung tâm đúng không? Rồi các hành tinh chuyển động xung quanh mặt trời, người ta gọi đó là hệ mặt trời, ví dụ như trái đất của mình á là chuyển động xung quanh mặt trời, được chưa? Vậy mô hình hành tinh nguyên tử là sao ha? Nè, đây là hệ mặt trời nè, nó các hành tinh chuyển động xung quanh mặt trời. Còn đây là nguyên tử. Vậy là các electron mang điện tích âm sẽ chuyển động xung quanh hạt nhân. Hạt nhân của mình nằm ở giữa, thấy không em? Đó, hạt nhân của mình nằm ở giữa và các electron nó chuyển động xung quanh hạt nhân. Được chưa? Giống như là mô hình hệ mặt trời bên đây vậy đó. Người ta gọi đó là mẫu hành tinh nguyên tử của Rutherford ha. Đây là một số mẫu hành tinh nguyên tử cho một số nguyên tố hóa học. Đây là nguyên tố hóa học nitơ nè. Mấy em thấy các electron chuyển động không? Đó, trong đây là hạt nhân nè. Đó, rồi các nguyên tố ha, các nguyên tử ha là hydrogen nè, sodium nè ha. Đó, để mình tham khảo. Tuy nhiên, mẫu này không giải thích được tính bền vững của nguyên tử và sự tạo thành quang phổ vạch của các nguyên tử. Nên đến năm 1913 thì Bohr đã vận dụng thuyết lượng tử ánh sáng và việc nghiên cứu quang phổ vạch hydro để xây dựng mẫu nguyên tử Bohr bằng cách bổ sung thêm hai tiên đề vào mẫu hành tinh của nguyên tử. Vậy, đầu tiên đó chính là mô hình hành tinh nguyên tử của Rutherford cộng với hai tiên đề của Bohr thì chúng ta sẽ có được là mẫu nguyên tử Bohr. Được chưa? Vậy, chúng ta vào phần tiếp theo, đó chính là các tiên đề của Bohr về cấu tạo nguyên tử. Đầu tiên là tiên đề về các trạng thái dần. Thì ông nói nguyên tử chỉ tồn tại trong một số trạng thái có năng lượng xác định, gọi là trạng thái dần. Khi ở trong các trạng thái dần thì nguyên tử không bức xạ. Và trong các trạng thái dần của nguyên tử thì electron chỉ chuyển động xung quanh hạt nhân trên những quỹ đạo có bán kính hoàn toàn xác định, được gọi là quỹ đạo dần ha. Đây là mình xét nguyên tử hydro nè, có bán kính quỹ đạo sẽ tăng theo quy luật như thế nào thì mấy em coi giùm thầy. Đầu tiên là bán kính thứ nhất là R0, bán kính thứ hai là 4R0, bán kính thứ ba là 9R0. Vậy bán kính quỹ đạo tăng theo tỷ lệ với các số nguyên liên tiếp. Ví dụ như thầy đặt ở đây là bán kính thứ nhất là số 1 đi đúng không? Bán kính thứ hai là 2 thì mấy em thấy nè, tăng theo tỷ lệ với một con số nguyên liên tiếp. Ví dụ như đây 4 chính là 2 bình nè,
này bán kính thứ ba chính là mấy bình mấy em? Là ba bình phương lên đúng không? Vậy chúng ta có được tên những quỹ đạo người ta đặt đầu tiên là K, L, M, N, O, B, tương ứng với lượng tử số của nó là K là 1, L là 2, M là 3, N là 4, O là 5, B là 6 và dài lên ha. Và bán kính của nó có được là R0, 4R0, 9R0, 16R0, 25R0 và 36R0. Như nãy thầy nói thì là chúng ta có được là gì mấy em? N bình phương lên, ví dụ như đây 4R0 chính là lượng tử số của quỹ đạo thứ L này là 2 đúng không? Đây 1, đây 2 thì 2 bình phương lên là 4, được chưa? Rồi đây là 3 bình phương lên là 9, 4 bình phương lên là 16, 5 bình phương lên là 25 và 36 là chính là 6 bình phương lên. Vậy chúng ta rút ra được là RN chính bằng N bình R0 và R0 là 5,3 nhân 10 mũ trừ 11 mét, được gọi là bán kính bo ha. Đây. Đó. Đây là lượng tử số nè, N bằng 1 nè, là tương ứng với là quỹ đạo thứ K, rồi N bằng 2 là quỹ đạo L2. Mấy em thấy là năng lượng E1 tương ứng với quỹ đạo thứ K và lượng tử số N1, chúng ta có một năng lượng là E1, rồi lên là năng lượng E2, năng lượng E3, năng lượng E4 và năng lượng E5. Vậy chúng ta coi có mối quan hệ như thế nào. Đây, K, L, M, N, O, B, lượng tử số là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó, mình chiếu lên nè, 2 bình phương lên là 4, 3 bình phương lên là 9, 4 bình phương lên là 16, 5 bình phương lên là 25 và 6 bình phương lên là 36. Và có được công thức là N sẽ bằng trừ 13,6 N bình, đơn vị là E đất trong volt ha. Vậy đây là 1 nè, N bằng 1 thì là 1 bình lên là ra 13,6 1 bình, thấy không em? Thầy có ghi nè. Vậy mấy em lưu ý giùm thầy ha, khi bán kính quỹ đạo tăng lên thì năng lượng cũng tăng theo, được chưa? Nhớ, bán kính tăng thì năng lượng tăng. Vậy bán kính giảm thì năng lượng sao mấy em? Năng lượng sẽ giảm ha, nhớ giùm thầy. Rồi đây là mô hình. Nè bây giờ nè, thầy có mô hình ha. Đây là hạt nhân, được chưa? Đây, đây là quỹ đạo thứ K, đây quỹ đạo L. Rồi khi mà nó hấp thụ năng lượng thì nguyên tử sẽ chuyển lên các trạng thái dừng có năng lượng cao hơn. Hấp thụ năng lượng của mình được xác định bằng công thức gì em? HF đúng không? Năng lượng sẽ bằng HF. Đây coi lại ha. Nè nó sẽ hấp. Nó sẽ hấp thụ năng lượng HF chuyển lên một năng lượng cao hơn. Đây nó đang ở năng lượng ở thứ K nè, lại mình nói là E1 đó, thì sẽ hấp thụ năng lượng HF nhảy lên E2, được chưa? Vậy là khi hấp thụ năng lượng thì nguyên tử sẽ chuyển lên các trạng thái dần có năng lượng cao hơn ha. Rồi khi E đất trong chuyển động trên những quỹ đạo xa hạt nhân hơn á, thì các trạng thái này người ta gọi là trạng thái kích thích. Còn ở trạng thái mà ở thứ K người ta gọi đó là trạng thái cơ bản ha. Khi mà nó ở những quỹ đạo xa hạt nhân hơn á, các trạng thái này người ta gọi là trạng thái kích thích. Thì khi ở trạng thái kích thích có năng lượng càng cao thì bán kính quỹ đạo của electron càng lớn và electron sẽ càng kém bền vững hơn, được chưa? Vậy rút ra kết luận giùm thầy là ở trạng thái dần có năng lượng cao electron có bền vững hay không em? Như này thầy mới nói là trạng thái kích thích có năng lượng càng cao thì bán kính quỹ đạo electron càng lớn và electron sao em càng kém bền vững, được chưa? Vậy là khi ở trạng thái có năng lượng càng cao thì nó càng kém bền vững ha. Rồi thời gian nguyên tử ở trạng thái kích thích dài hay ngắn? Rất là ngắn hả em? Thời gian sống trung bình của nguyên tử ở trạng thái kích thích rất là ngắn, là 10 mũ trừ 8 giây. Rồi sau đó nó sẽ chuyển dần về các trạng thái dừng có năng lượng nhỏ hơn. Electron sẽ chuyển về quỹ đạo có bán kính nhỏ hơn và phát ra bức xạ. Vậy từ mức năng lượng cao mà nó trở về mức năng lượng thấp thì nó sẽ phát xạ.
Được chưa? Vậy là cuối cùng nguyên tử sẽ trở về trạng thái cơ bản đó. Trạng thái cơ bản là trạng thái ở quỹ đạo K, hay mấy em? Đây, đây là trạng thái cơ bản này, nó đang ở quỹ đạo K, E1, được chưa? Rồi trạng thái kích thích là các ở quỹ đạo như L, M, N, U, B gì đó ha. Là trạng thái kích thích, còn trạng thái cơ bản là ở quỹ đạo K. Vậy tiên đề về bức xạ và hấp thụ của nguyên tử. Vậy để giải thích được sự tạo thành quang phổ vạch, phát xạ và hấp thụ của nguyên tử hydro và bo, đưa ra tiên đề về bức xạ và hấp thụ năng lượng. Vậy tiên đề của ông như sau. Nãy mình đã nói, khi mà năng lượng, khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dần có năng lượng N nè, nó cao sang trạng thái dần có năng lượng M thấp hơn, thì nó sẽ phát ra một photon có năng lượng đúng bằng hiệu N trừ M. Và năng lượng chính là HF, đúng không em? Nhớ ha, từ mức năng lượng cao mà chuyển sang trạng thái dần có mức năng lượng thấp á, thì nó sẽ phát ra một photon có năng lượng đúng bằng N trừ M, được chưa? Ngược lại, nếu mà nguyên tử ở trạng thái dần á, ở mức năng lượng nè M thấp mà chuyển sang N á, thì nó sao em? Khi mà thấp chuyển sang cao thì nó sẽ là hấp thụ một photon có năng lượng đúng bằng hiệu N trừ cho M ha, thì nó chuyển sang trạng thái dần mức cao hơn, được chưa? Vậy khi từ mức năng lượng thấp M, nó sẽ hấp thụ photon, hấp thụ được một photon, nó chuyển lên mức năng lượng cao, nhớ giùm thầy ha. Vậy là tóm lại, khi mà từ mức năng lượng cao về mức năng lượng thấp thì nó sẽ phát ra một photon đúng bằng hiệu N trừ M sẽ bằng HF. Còn ngược lại, khi mà chuyển từ mức năng lượng thấp lên mức năng lượng cao thì nó sao em? Nó sẽ hấp thụ một photon, được chưa? Rồi tiếp ha. Đó, nè, mấy em quan sát nè. Mức năng lượng thấp lên mức năng lượng cao thì nó sao? Hấp thụ, được chưa? Còn khi mà từ mức năng lượng cao về mức năng lượng thấp thì nó sẽ sao? Phát ra một photon ha. Rồi mấy em quan sát mẫu nguyên tử bo và quang phổ vạch của nguyên tử. Đây là thầy sẽ... Đó, đây là quang phổ liên tục nè. Rồi, đây là quang phổ vạch phát xạ. Khi mà chiếu đèn hơi hydro vào thì chúng ta sẽ thấy nè. Ở đây sẽ có bốn vạch hấp thụ, được chưa? Bốn vạch đen này nè. Ha, là quang phổ hấp thụ đó. Thì trên nền quang phổ liên tục sẽ xuất hiện bốn vạch đen. Và là nó sẽ là gọi là quang phổ hấp thụ. Bốn vạch này tương ứng với bốn màu, đó chính là đỏ, lam, chàm, tím ha. Đỏ, lam, chàm, tím. Bốn màu đỏ, lam, chàm, tím khi hấp thụ nó sẽ có bốn vạch màu đó. Bây giờ ngược lại thì nó sao? Nó khi thầy phát xạ ra thì cũng đúng bốn màu như thế luôn. Vậy điều này rút ra được kết luận gì? Là một chất có thể hấp thụ ánh sáng nào thì nó cũng có thể phát ra ánh sáng có bước sóng ấy. Nhớ giùm thầy ha. Khi mà nó hấp thụ ánh sáng nào á, thì nó cũng có thể phát ra ánh sáng có bước sóng đó. Được chưa? Người ta gọi đó là hiện tượng đảo sắc nè. Nó nhớ ha, nhắc lại là khi nó hấp thụ ánh sáng nào thì nó cũng có thể phát ra ánh sáng có bước sóng ấy, người ta gọi đó là hiện tượng đảo sắc này, nhớ ha. Rồi tiếp chúng ta sẽ qua phần tiếp theo, đó chính là quang phổ phát xạ và hấp thụ của nguyên tử hydro. Mấy em thấy trên một nền tối này chúng ta có bốn màu đỏ, lam, chàm, tím, thì khi electron chuyển từ mức năng lượng cao về mức năng lượng thấp thì nó phát ra một photon có năng lượng hoàn toàn xác định. Xác định, năng lượng xác định là bằng HF, được chưa? Vậy là bằng E cao trừ E thấp. Vậy mỗi photon nó sẽ có một tần số F tương ứng với một ánh sáng đơn sắc và có một bước sóng lambda ứng với một vạch màu xác định. Đó. Nè, mỗi photon có một tần số F, vậy có bước sóng lambda ứng với một vạch màu xác định. Nè, ví dụ như là lambda đỏ nè, lam, chàm, tím. Màu ánh sáng mắt mình nhìn thấy được gọi là ánh sáng khả khiến á, được chưa? Rồi nó sẽ trải dài từ mấy đến mấy mà em? Hồi rồi mình nhắc nè, 0,38 micromet đến 0,76 micromet ha. Tiếp ha.
Rồi bây giờ thầy có được. Đó. Mem nhìn vô nè. Đây là quỹ đạo thứ K là MNOB, được chưa? Khi mà giải Lyman là giải này nè, là khi mà các electron chuyển từ quỹ đạo bên ngoài về quỹ đạo K, thấy không? Các quỹ đạo bên ngoài ví dụ như là M NOB và trên hơn nữa mà chuyển về quỹ đạo K, người ta gọi đây là giải Lyman, được chưa? Là nó sẽ ra là tia tử ngoại đó ha. Rồi khi mà các ánh sáng, khi mà electron chuyển từ các quỹ đạo bên ngoài về quỹ đạo L, quỹ đạo bên ngoài mà về quỹ đạo L á, thì trong đó sẽ có là vạch đỏ, lam nè, rồi chàm tím và một phần của tia tử ngoại nữa, em một phần của tia tử ngoại nữa. Rồi tiếp tục như thế, người ta gọi đó là giải Ban Me, tiếp tới giải Bassel ha, là electron sẽ chuyển từ các quỹ đạo bên ngoài về quỹ đạo M, người ta gọi đó là giải Bassel, là phát ra tia hồng ngoại. Được chưa? Đó, vậy thầy nhắc lại ha, khi mà các electron chuyển từ quỹ đạo bên ngoài á về quỹ đạo thứ K. Ví dụ như là MNOB gì đây, di chuyển về quỹ đạo thứ K thì người ta gọi đó là giải Lyman, là nằm trong vùng tử ngoại ha. Còn khi mà từ bên ngoài mà chuyển về quỹ đạo thứ L á, thì là một phần nằm trong vùng ánh sáng nhìn thấy và một phần nằm trong vùng tử ngoại, một phần nằm ở vùng tử ngoại và một phần á, nằm trong ánh sáng nhìn thấy, là gồm bốn vạch màu đó là đỏ, lam, chàm, tím. Và giải Bassel này nè thì là nằm trong vùng vùng hồng ngoại, là các quỹ đạo thứ bên ngoài mà về quỹ đạo M ha, là nằm trong vùng hồng ngoại. Vậy quan sát mô hình về quá trình hình thành quang phổ vạch hấp thụ của nguyên tử hydro, khi nguyên tử hydro hấp thụ photon trong chùm sáng trắng thì chúng ta quan sát coi thấy có gì không em. Đây là một nguyên tử hydro nè, nó các quỹ đạo K là MNOB, electron đang ở quỹ đạo thứ K. Khi mà chiếu chùm ánh sáng trắng vô thì lúc này nó sẽ chuyển từ mức năng lượng thấp về mức năng lượng cao, thì lúc này sao em? Thấp về cao là hấp thụ đúng không? Vậy là nó sẽ hấp thụ. Nó sẽ xuất hiện một vạch đen ha, vạch đen này. Đó, và tương ứng sẽ xuất hiện trên đây là bốn vạch đen tương ứng với bốn màu đỏ, lam, chàm, tím. Vậy vận dụng tiền đề hấp thụ giải thích sự hình thành quang phổ vạch hấp thụ của hydro thì người ta sẽ kết luận được rằng nếu một nguyên tử hydro đang ở mức năng lượng thấp là e thấp đó, mà nằm trong vùng ánh sáng trắng có tất cả các photon từ lớn đến nhỏ khác nhau, nó sẽ hấp thụ ngay một photon có năng lượng đúng bằng hiệu e cao trừ e thấp để nhảy lên mức năng lượng cao hơn. Có một ánh sáng đơn sắc bị hấp thụ làm trên quang phổ liên tục xuất hiện một vạch tối, được chưa? Đó, nãy thầy nói giải thích đó là xuất hiện, nó hấp thụ nó xuất hiện một vạch tối gì đó, tương ứng như là sẽ có bốn vạch tối ha. Rồi bài chúng ta hôm nay củng cố lại ha em. Rồi gồm hai phần chính lưu ý giùm thầy. Đầu tiên là tiên đề về các trạng thái dần và tiên đề về bức xạ và hấp thụ của nguyên tử là hai tiên đề Bohr đó. Thì nguyên tử chỉ tồn tại trong một số trạng thái có năng lượng xác định, được gọi là trạng thái dần. Khi ở các trạng thái dần thì nguyên tử không bức xạ. Trong các trạng thái dần của nguyên tử, electron chỉ chuyển động quanh hạt nhân trên những quỹ đạo có bán kính hoàn toàn xác định, được gọi là quỹ đạo dần ha. Rồi bán kính này là RN nè, bằng N bình R0. N này là lượng tử số tương ứng với là KLMNOB là 1, 2, 3, 4, 5 gì đó ha. Lượng tử số, được chưa? Rồi R0 là bán kính có đó 5,3 nhân 10 mũ trừ 11 mét. Rồi khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dần có năng lượng N sang trạng từ năng lượng N sang trạng thái năng lượng M thấp hơn đó, từ cao mà chuyển sang thấp thì nó sẽ em phát ra, nhớ giùm thầy ha, từ cao sang thấp là phát ra một photon có năng lượng đúng bằng hiệu N trừ M. Và ngược lại, nếu nguyên tử đang ở trạng thái dần có năng lượng gì M thấp, là từ thấp đó, thì nó sẽ sao em, nó sẽ hấp thụ được một photon để chuyển lên mức năng lượng cao hơn đúng bằng hiệu N trừ M, được chưa? Và mình có được là năng lượng bằng HF bằng N trừ M, và HF mình nhớ có công thức là bằng HC chia lambda đó ha, đang vận dụng làm bài. Rồi sau đây chúng ta sẽ làm một số câu bài tập ha, đang củng cố lại. Đầu tiên vô chúng ta sẽ làm một câu bài tập
Đây là một trong những câu, một trong ba câu nằm ở chương này trong đề minh họa Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 ha. Là xét nguyên tử hydro theo mẫu nguyên tử bo, gọi R0 là bán kính bo, trong các quỹ đạo dừng của electron có bán kính lần lượt là R0, 4R0, 9R0 và 16R0. Quỹ đạo có bán kính nào ứng với trạng thái dừng có mức năng lượng thấp nhất? Đó. Quỹ đạo có bán kính nào ứng với trạng thái dừng có mức năng lượng thấp nhất? Như nãy thầy nói, năng lượng với bán kính sao em? Bán kính càng lớn thì năng lượng sao? Năng lượng càng lớn, được chưa? Vậy ở đây hỏi mình là ứng với trạng thái dừng có mức năng lượng thấp nhất, vậy là bán kính sao em? Nhỏ nhất, đúng không? Thì mức năng lượng nó thấp, thấp nhất là câu A, được chưa? Là R0 ha. Rất dễ phải không? Rồi tiếp tới câu thứ hai. Vậy là qua câu này rút giùm thầy ha, là bán kính càng lớn thì năng lượng càng lớn. Vậy bán kính càng nhỏ thì mức năng lượng càng nhỏ. Vậy là ở đây là R0 là nhỏ nhất. Rằng nó R0 là nhỏ nhất nên mức năng lượng nó là thấp nhất ha. Rồi tiếp theo, nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có mức năng lượng M thấp, nó từ thấp mà chuyển lên mức năng lượng cao, vậy là hấp thụ hay phát ra mấy em? Từ thấp lên cao là hấp thụ, đúng không? Ví dụ như mình không có tiền như đó thì mình đi xin tiền hay mình kiếm cách gì đang có tiền đó. Nó giống như vậy đó, là từ thấp lên cao là mình hấp thụ. Vậy là các câu A với câu C là chúng ta loại rồi, đúng không? Vậy chúng ta chọn câu nào mấy em? Câu B được chưa? N trừ M ha. Tiếp, bán kính quỹ đạo dừng với mức năng lượng N của nguyên tử hydro A tỷ lệ thuận với N đó mấy em. Bị lỗi ha. Rồi câu B tỷ lệ thuận với N. Câu C tỷ lệ thuận với N bình. Câu D tỷ lệ nghịch với N bình. Vậy nãy mình có được công thức là RN bằng N bình nhân cho R0. Vậy tỷ lệ thuận như vậy mấy em? N bình đúng không? Chúng ta có được RN bằng N bình nhân cho R0 ha. Vì chọn câu C. Tiếp, trong nguyên tử hydro bán kính bo là người ta cho mình nè, R0 là 5,3 nhân 10 mũ trừ 11 mét. Hỏi bán kính quỹ đạo dừng N là bao nhiêu? Vậy quỹ đạo dừng N là bao nhiêu thì là mình coi lượng tử số nó là bằng mấy mà em? K, L, M, N, O, B. Vậy K, L, M, N, vậy N là lượng tử số nó bằng mấy? Là 4 đúng không? Vậy chúng ta có được công thức là RN bằng N bình. RN bằng N bình. Ở đây thì thiếu N bình ha. RN bằng N bình nhân cho RN tương ứng với là R4 nè, được chưa? Là bằng N bình nhân cho R0. Vậy là nãy thầy nói là K, L, M, N. Vậy là lượng tử số của N này nè chính là bằng 4, là 4 bình nè. Đó, nhân cho R0 thì chúng ta ra được công thức. Thầy xin lỗi, nhân cho R0 thì chúng ta sẽ có được đáp án là 84,8 nhân 10 mũ trừ 11 mét. Được chưa? Mình có được công thức đó. RN sẽ bằng N bình nhân cho R0. Vậy quỹ đạo dừng ở N thì lúc này N nhỏ đó là lượng tử số chính là bằng 4, đúng không? Nè, mình thế vô bằng 4 ở đây nè. Được chưa? K, L, M, N. Đó, 1, 2, 3, 4 là số 4 ha. Vậy chọn câu nào mấy em? Câu C, được chưa? Rồi, tiếp. Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng N cao xuống trạng thái dừng có năng lượng M thấp hơn thì nó phát ra một photon có bước sóng lambda 0,6625 micromet. Vậy micromet chúng ta đổi về mét nhân cho mấy em? 10 mũ trừ 6, đúng không? Người ta hỏi hiệu của N trừ M bằng bao nhiêu? Đó. Vậy mình nãy có được công thức là gì em? Là năng lượng sẽ bằng là HF bằng N trừ M, đúng không? Vậy nè, năng lượng chúng ta là epsilon sẽ bằng HF bằng N trừ M. Là mình đi tìm hiệu của N trừ M, được chưa? Mà chúng ta có được HF thì chính bằng HC chia lambda, đúng không? Rồi mình thế vô. H là 6,625 nhân 10 mũ trừ 34 nè. C là 3 nhân 10 mũ 8. Và lambda của mình có được nè, nhân 10 mũ trừ 6. Rồi bấm máy sẽ ra được đơn vị là joule, đúng không? Đơn vị chuẩn là joule. Nhưng đáp án của chúng ta là E đất trong von. Thì mấy em lưu ý giùm thầy bấm chia cho 1,6 nhân 10 mũ trừ 19 để chuyển về E đất trong von, đúng không? Vậy là mình chọn câu nào? Câu A, được chưa?
Rồi, ở nhà mấy em lưu ý ha. Xem bài trước giùm thầy và làm các bài tập trong sách giáo khoa. Rồi, chào các em.